Hello, xin chào các bạn trở lại với channel Mini Toy Corner của mình. Thì hôm nay mình có một hình đồ chơi khủng long nhỏ nhỏ dễ thương để review cho các bạn. Thì mình có mấy em này cũng lâu rồi nhưng mà sẵn hôm nay nhớ ra thì mình lấy ra review luôn. Mấy cái con đồ chơi này á, nó thuộc hãng Mattel, cái hãng nó khá là lớn. Thì đây là một trong những cái series nhỏ nhỏ của nó. Nó là Snap Squad. Mấy con mà được cạp cạp ngón tay này kia đó thì khá là dễ thương. Những con này mình mua là nó thuộc cái series thái độ á, nó giận dữ rồi buồn ngủ rồi buồn này kia. Còn trước đây thì cái mặt nó hơi đơ đơ xíu, mấy con này thì nó có thần thái rõ ràng hơn. Đầu tiên là con này là Stegosaurus, nó ăn cỏ đó. Mặt nó cứ phê phê như thế nào á. Thì con này mình đánh giá trong mấy con này thì con này là đẹp nhất, tại vì cái màu nó bốn màu, hơn bốn màu nữa. Cái bụng nè, phần phần thân thì màu cam, rồi sau đó là mấy cái gai trên lưng đó, gai nó cũng vẽ thêm một xíu hoa văn nữa nè, cái gai trên đuôi luôn đó, thì rất khá là nhiều màu. Con này thì được cái lợi nữa là nó bốn chân, cho nên là khi đặt xuống thì không sợ nó ngã, mấy con kia nó dễ ngã lắm. Cái scope, cái vảy của nó nhìn làm cũng khá là ok, nó chỉ tiếc là nó sơn hơi ít màu thôi, cái mỏ nó không có sơn này. Đó. Cái móng nó cũng không sơn luôn. Thì mấy cái này thì đặc điểm nhận dạng của thương hiệu này rồi, thì nhiều không có sơn móng này kia, sơn xíu thôi. Thì đây là cũng hàng sản xuất hàng loạt với lại nhà máy, nó có nhiều khâu nó in màu lên luôn, cái tới nó đưa khuôn vô nó dập màu xuống, thành ra không phải là sơn từng con một, nên cũng khó mà đòi hỏi được một con mô hình nó chi tiết được, vì giá cả của nó thực sự thì cũng không có cao. Con này thì là theo mình biết là không lầm thì nó là Dimetrodon, thì nó là một con khủng long bay ăn thịt đó, mặt khá là dữ. Con này thì cũng theo mình thấy thì không có nhiều màu lắm, có một màu nâu từ đầu đến đuôi thôi. Cái cánh nó không, cái màn cánh thì có sơn màu vàng nè, nó giống cái màu trong mắt. Và cái quần mắt thì nó sơn màu đỏ, phía dưới bụng màu trắng, răng và xíu một xíu màu vàng cho nó đa dạng trên cái phần mặt nó, thì nó không bị chán. Con này cũng ok, điểm cộng là nó cũng là bốn bốn chân, nó bò nó không bị ngã. Nói chung những con này á, thì để ý thì cũng sẽ có nhiều lỗi lặt vặt lắm, nhưng mà cái này thì không phải là lỗi gì quá lớn. Mấy cái lem sơn hoặc là trầy nhỏ nhỏ hay là dư nhựa này, mấy cái này thì mấy cái hàng này là không thể tránh khỏi rồi. Đó, nói chung là mua về mà không còn lành lặn mà không bị gãy là mừng rồi. Đó, như mấy con khác móng cũng không sơn. Raptor em này thì màu màu này thì mình cũng thích, mặt nó khá là láu cá luôn, dữ, nhe răng ra nè, mặt thần thái rất là thái ghét. Con này á, thì đặc điểm nó được cái nó lại sơn móng nha, lạ vậy. Nhưng mà trên tay thì không sơn, thì tại vì có thể là một phần là Raptor thì đặc trưng của nó là có cái móng, có cái vuốt móng trên chân nè, to hơn những con khác. Ra chỗ này nó phải sơn để nó nhấn cái đặc điểm nhận dạng của nó, tại vì nếu mà không sơn thì nhìn xa thì cũng không thấy cái móng đó, thì cũng không biết nó là con Raptor hay là T-Rex nữa. Trong miệng sơn rất là đẹp nha, không lem. Răng thì tương đối thôi, cũng được. Nó khá hơn cái mấy con mô hình trước mình có review là nó có sơn phần nú luôn. Đó, tuy nhỏ nhưng mà cũng kệ. Con này thì màu cam, nó có mấy cái sọc vằn trên lưng. Thì có một cái điểm này mình không biết, đó là do nó đổ nhựa, đổ khuôn thì trong cái phần nhựa nó có mấy hộp đen đen này, hay là do là nó sơn nên nó xịt hay nó chấm. Đó, thì nhìn nó cũng chả đều hết người luôn, mặc dù đây là cái chất liệu chỗ này là khác nè, chất liệu ở đây bóng hơn đó, thì tức là nó gia công ở nhiều đổ khuôn nhiều chỗ khác nhau, thành ra là nó không có đồng đều chất lượng, hoặc là cố tình nó cố tình làm cái đầu chất lượng khác đó.
nhưng mà những cái hột đen đen thì mình thấy trải dài hết cái cơ thể nó luôn, nhìn cũng được, một dạng như là button này kia, cái skin. Ok, hai con này thì nói chung là một thôi, thì tại mình thích T-Rex cho nên mà thấy nó mặt buồn thấy dễ thương thì mình mua hai con luôn, hai màu khác nhau. Tại giống trong phim thì con cái nó sẽ màu nâu, còn đực nó màu xanh lá cây. Đó. Hai con này thì cũng được điểm cộng, đó là sơn móng chân, cái móng chân có sơn, mà tay thì ngón tay thì không, ngón tay không sơn. Màu thì cũng không có gì quá đặc sắc, màu bụng màu trắng thân và xíu button sọc này kia đốm trên lưng. Hai con thì mình thấy thích con màu xanh lá cây hơn, thì nó nhìn nó nổi hơn, nổi mình nó sáng sủa hơn. Con này thì màu nâu nâu nhiều quá, mà cái phần sọc trên lưng nó thì nó màu xám đậm, xám xi măng này kia thì nó hơi tiệp, nhìn xa nó hơi tiệp với cái phần màu nâu của nó, nhìn hơi chán. Nhựa làm nó làm có một số lớp sơn bóng thì khá là vui. Răng cũng ok, hơi lem một chút mà chấp nhận được. Thì mấy con này á, chất liệu nhựa của nó thì khá là cùi, mình thấy là mấy này nhựa như dởm thôi. Thì đường dài thì mình không biết như thế nào, mà cầm cảm giác thì mình sẽ biết là nó không phải đồ xịn, nhưng mà cũng không thể mà đòi hỏi nhiều hơn, tại vì cái giá thành của mấy con này nó khá là rẻ. Những cái series này á, thì nó có nhiều rồi, thì theo mình thấy á, nó có nhiều con nó làm cái chất liệu mỗi đợt nó khác nhau nha. Như mấy con này là nhựa nhám nhám này kia sần sần, còn có mấy đợt thì nó sẽ làm bóng lưỡng luôn, sơn như metallic vậy đó. Còn có mấy đợt khác thì nó làm nhựa mà kiểu nhìn nó không biết nữa, nhưng mà mình cảm giác nó rẻ tiền hơn nữa, thì cái này mình thấy đỡ hơn. Nếu mà bạn nào thích mấy con khủng long chibi style này thì sưu tập cũng được. Tới thời điểm bây giờ thì nó đang làm series khác rồi, nó không còn tiếp tục phát triển với mấy cái dòng series Snap Squad này nữa, nhưng mà số lượng mà những sản phẩm nó đã ra thì khá là nhiều. Nên mình nhớ là cũng phải trên 20 mẫu, tại vì một series như mấy con này á là nó đã 8 mẫu khác nhau rồi, mà hai con này thuộc hai series khác nhau rồi. Cứ mỗi một cái khuôn này thì nó sẽ làm cỡ hai màu, tha hồ lựa chọn. Review thì mình đánh giá mấy cái em mô hình khủng long này khá là dễ thương, thì bạn nào mà thích kiểu này thì có thể mua để sưu tập cũng được. Thì nói chung khá là nhiều mẫu để lựa chọn, giá thì cũng không có cao. Thì mấy con này mình mua giá khoảng đâu đó khoảng tầm 10 đô một em trung bình, thì đâu đó rơi vào khoảng 250.000 đổ lại. Thì có con mình thấy thì giá nó cũng rẻ hơn nữa, tại vì trong một cái series thì thường nó có con hot, một con thì không hot lắm. Nếu các bạn thích mô hình này hay thấy như thế nào thì có thể để lại bình luận phía dưới phần comment ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Thì nếu mấy bạn thích mấy video như thế này thì hãy cho mình một like và một sub nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.